Giờ này xin mời hội thánh đồng đứng. Tôi xin được đọc khúc kinh thánh Ê-phê-sô đoạn 6 từ câu 1 đến câu 4 làm nền tảng cho bài chia sẻ sáng hôm nay. Ê-phê-sô đoạn 6 từ câu 1 đến câu 4. Hỡi kẻ làm con cái, hãy vâng phục cha mẹ mình trong Chúa, vì điều đó là phải lắm. Hãy tôn kính cha mẹ ngươi, ấy là điều răn thứ nhất, có một lời hứa nối theo, hầu cho ngươi được phước và sống lâu trên đất. Hỡi các người làm cha, chớ chọc cho con cái mình giận dữ. Hãy dùng sự sửa phạt, khuyên bảo của Chúa mà nuôi nấng chúng nó. Cảm ơn Chúa. Xin mời hội thánh đồng ngồi. Chúng ta tiếp tục học với nhau trong Ê-phê-sô. Và bắt đầu từ câu chúng ta chấm dứt kỳ trước ở trong đoạn 5 câu 21. Hãy kính sợ Đấng Christ mà vâng phục nhau. Và bắt đầu từ Ê-phê-sô đoạn 5 câu 22. Cho đến đoạn 6 câu số 9 là ông nói về một cái nếp sống mới và tất cả những cái mối quan hệ cần phải có ở trong xã hội cũng như trong gia đình. Và ngày hôm nay là cái ngày mà lễ mẹ, thành ra có một vài điều sơ sơ về cái lịch sử của ngày lễ mẹ. Thiệt ra tôi viết cũng dài lắm nhưng mà bởi vì hết giờ rồi, thành ra tôi chỉ nói ít thôi. Chúng ta biết rằng năm 1914 thì Tổng thống Mỹ Wilson ông đã đồng ý lấy cái ngày Chủ nhật thứ nhì của tháng 5 là ngày lễ mẹ trên toàn nước Mỹ, và nó trở thành một cái truyền thống của nước Mỹ. Nhưng mà chúng ta biết rằng cái ngày lễ mẹ nó bắt đầu bởi một cái người phụ nữ ha, và bà tên là bà Anna Jarvis. Bà đã tranh đấu nhiều năm để có cái ngày này. Tại vì mẹ của bà muốn cái ngày này, nhưng mà khi mẹ bà qua đời rồi không có cái ngày này. Và bà đã trải qua nhiều năm, bà vận động, bà làm đủ thứ hết để có được cái ngày này. Và đến năm 1914, khi cái ngày lễ mẹ được thiết lập ở tại Mỹ rồi đó, thì một vài năm sau, thì chính bà là cái người phản đối cái ngày này. Và bà lại đi kêu gọi mọi người rằng phải bỏ cái ngày Mother Day đi. Cái lý do mà tại sao bà nói rằng cần phải bỏ cái ngày Mother Day đi, bởi vì bà nói rằng người ta đã thương mại hóa cái ngày này rồi. Cái ngày này nó không còn tình cảm nữa. Cái ngày này là cái ngày người ta đi bán hoa, cái ngày này người ta đi bán thiệp, người ta đi bán quà, chứ người ta không còn cái ý nghĩa ở trong nó nữa. Thành ra có một lần khi người ta hỏi bà vì sao bà phản đối cái ngày Mother Day, bà nói rằng là bởi vì đây không phải là cái ý định của bà. Bà muốn cái ngày này là một cái ngày bày tỏ tình cảm, chứ không phải là cái ngày để cho người ta đi kiếm lợi cho mình, người ta kiếm lợi nhuận. Và chính bà là cái người muốn bỏ. Thành ra trong một dịp khác á, thì bà nói với người ta rằng một cái thiệp mà in sẵn á, thì nó chẳng có cái ý nghĩa gì hết trơn á, ngoại trừ nó nói lên một điều là những người con quá làm biếng vậy thôi. Và chúng ta cảm ơn Chúa là thanh niên là không có mua thiệp in sẵn, có làm mấy cái PowerPoint để chiếu lên ha, rồi có làm thiệp viết tay hoặc gì đó. Thì ý bà nói rằng là nếu mà cái thiệp in sẵn thì nó chẳng có ý nghĩa gì nữa hết trơn á. Và rồi bà nói một cái dịp khác, bà nói về cái vấn đề khác, bà nói rằng là còn cái kẹo thì sao. Có nhiều người đó ở trong cái ngày Mother Day đó thì đem tặng cho mẹ mình một cái hộp chocolate. Nhưng mà bà nói rằng chính mấy đứa con nó tặng cái hộp xong á, ai ăn? Nó ăn nhiều nhất chứ không ai ăn hết trơn đó. Mẹ nó nhiều khi lúc nó súng răng rồi, bị đường cao rồi, không ngồi ăn chocolate nữa, để có mấy đứa con ăn rồi. Thành ra bà nói rằng là cái gì nó vô lý quá. Cái ngày này cuối cùng mẹ chẳng được gì hết, chỉ có mấy cái người đi bán thiệp, bán hoa, bán kẹo là có tiền thôi. Còn mấy đứa con á thì nó làm biếng ra mua cái thiệp tặng mẹ, mua hộp kẹo, mẹ không ăn, con ăn giùm mẹ luôn, thấy không? Thành ra bà nói rằng thôi thì bỏ đi. Thì chúng ta thấy rằng vào năm 1948 á, thì bà qua đời. Mà trước đó thì bà nằm ở trong một cái nursing home. Và những người ở trên khắp thế giới đó, khi ngày Mother Day thì người ta gửi những cái thiệp chúc mừng tới cho bà, bởi vì bà là cái người đã đấu tranh cho có cái ngày này. Nhưng rồi khi các phóng viên hỏi bà thì bà nói rằng là bà rất tiếc, bởi vì bà đã làm cái điều này, đã lập cái ngày lễ này. Tại sao tôi nói một ít về cái lễ Mother Day ngày hôm nay? Bởi vì chúng ta thấy rằng là không phải từ cái thời của bà mà cho đến bây giờ đó, cái mối quan hệ trong gia đình nó càng ngày nó càng lỏng lẻo. Chúng ta thấy điều đó không? Càng ngày cái mối quan hệ trong gia đình nó càng lỏng lẻo. Nhưng mà chúng ta lại thấy rằng cái mối quan hệ trong gia đình đó là cái mối quan hệ quan trọng nhất ở trong hội thánh và trong xã hội. Hội thánh sẽ không bao giờ có thể phát triển được nếu mà gia đình không có kính sợ Chúa và không có yêu thương. Và xã hội cũng sẽ không bao giờ ổn định được nếu mà cái mối quan hệ trong gia đình không được thiết lập một cách vững vàng. Chính vì vậy khi sứ đồ Phao-lô bắt đầu nói về những cái tiêu chuẩn mới, ông nói về các mối liên hệ trong xã hội với nhau, thì cái mối liên hệ đầu tiên mà sứ đồ Phao-lô nói đó, nó là cái mối quan hệ gia đình.
Và ở trong đoạn 5 từ câu 22 cho đến câu thứ 32 đó, 33 đó, thì ông nói về mối liên hệ trong gia đình là mối liên hệ giữa vợ với chồng. Và tiếp theo đó trong đoạn 6 từ câu 1 đến câu 4 đó, thì ông nói đến cái mối liên hệ giữa cha mẹ với con cái. Đúng ra ngày hôm nay chúng ta sẽ học theo thứ tự Ephesos đoạn 5 từ câu 22 đến câu 32 là mối liên hệ vợ chồng. Nhưng mà bởi vì hôm nay là ngày Mother Day, thành ra tôi phải nhảy qua tôi dạng cái đoạn 6 câu 1 đến câu 4, rồi tuần sau chúng ta trở về với mối quan hệ vợ chồng. Bởi vì đúng ra mối quan hệ vợ chồng phải đi trước, có quan hệ vợ chồng rồi đó thì mới có con cái, mình mới học con cái được. Nhưng mà nay mình hơi ngược lại chút xíu ha. Chúng ta gần hết giờ rồi, chúng ta có một ít thì giờ chúng ta suy nghĩ phân đoạn thánh này. Cái điều đầu tiên chúng ta nói với nhau là lời Chúa dạy gì về cái trách nhiệm của con cái đối với cha mẹ. Ở trong ba câu đầu tiên của Ephesos đoạn 6, sứ đồ Phaolô viết rằng: hỡi kẻ làm con cái, hãy vâng phục cha mẹ mình ở trong Chúa, vì điều đó là phải lắm. Hãy tôn kính cha mẹ ngươi, ấy là điều răn thứ nhất, có một lời hứa nối theo, hầu cho ngươi được phước và sống ở trên đất. Trong ba câu này chúng ta thấy có hai cái trách nhiệm mà cha con cái phải có với cha mẹ. Và câu số 3 cho chúng ta biết cái kết quả của cái đời sống hiếu kính, trách nhiệm của con cái đối với cha mẹ. Câu số 1 cho chúng ta biết rằng cái trách nhiệm đầu tiên của con cái đối với cha mẹ là phải vâng phục. Hỡi kẻ làm con cái, hãy vâng phục cha mẹ mình trong Chúa. Tôi chọn Ephesos đoạn 5 câu 21 là cái câu gốc cho suốt mấy tuần sắp tới. Chỉ có một câu gốc chúng ta phải học và chúng ta phải nhớ. Và Ephesos 5 câu 21 nói rằng hãy kính sợ Đấng Christ mà vâng phục nhau. Cái nguyên tắc kính sợ Đấng Christ và vâng phục nhau, nó là cái nguyên tắc chung trong tất cả các mối liên hệ. Tuy nhiên, khi ông nói về cái mối liên hệ giữa cha mẹ với con cái đó, thì cái mạng lệnh này nó rất là mạnh và nó hết sức là khắt khe, và nó còn mạnh hơn cả cái mối quan hệ giữa vợ chồng với nhau nữa. Chúng ta thấy rằng câu số 22 đoạn 5 nói rằng hỡi kẻ làm vợ phải vâng phục chồng mình như vâng phục Chúa. Và trong đoạn 6 câu 1 nói rằng hỡi kẻ làm con cái, hãy vâng phục cha mẹ mình ở trong Chúa. Chúng ta thấy có hai chữ vâng phục trong tiếng Việt giống nhau, nhưng thật ra hai cái chữ vâng phục này trong nguyên nghĩa nó khác nhau. Đối với vợ đó thì vợ được yêu cầu phải, đúng ra mình phải nói là cái sự thuận phục. Nó không phải là obey, nó là submit, nó là thuận phục. Và ở đây trong cái nguyên nghĩa của nó đó, nó là một cái sự tự ban cho trong cái tinh thần tự nguyện. Người vợ thuận phục chồng, nó là cái tinh thần tự nguyện của tình yêu, đáp ứng với tình yêu. Nhưng đối với con cái đó, thì con cái phải vâng lời. Trong bản Kinh Thánh tiếng Việt dịch hai chữ giống nhau là vâng phục, nhưng đúng ra mình phải dùng một chữ đó là sự thuận phục, và chữ thứ hai là phải vâng lời. Con cái đối với cha mẹ là phải vâng lời. Và ở đây nói đến cái thẩm quyền của cha mẹ đến con cái. Vấn đề ở đây không phải là tự nguyện vâng phục, giống như bà vợ là tự nguyện vâng phục. Cái vấn đề ở đây là con cái phải vâng lời cha mẹ. Hai cái điều nó khác nhau hoàn toàn, hai cái thẩm quyền nó khác nhau hoàn toàn. Chúng ta không đòi hỏi người vợ phải vâng lời ông chồng giống như là đứa con vâng lời ba mẹ được. Chồng không được coi vợ như con. Cái chuyện này ít lắm, tôi chỉ thấy là vợ coi chồng như con thì nhiều thôi, chứ còn chồng coi vợ như con là ít. La chồng như la con vậy ha. Lâu lâu vỗ đầu cái nữa. Nhưng mà hai cái nó khác nha. Con cái không có quyền lựa chọn trong cái việc mà vâng phục cha mẹ mình. Đó là cái thẩm quyền mà Chúa đặt trên con cái. Cái vấn đề được đặt ra đó là câu hỏi: tại sao con cái phải vâng phục cha mẹ? Tôi nói cái câu này nó buồn cười vô cùng, phải không? Tại sao con cái phải vâng phục cha mẹ? Nhưng mà ngày hôm nay tôi nghe nhiều đứa con nói với ba mẹ lắm: tại sao con phải nghe lời ba? Tại sao con phải nghe lời mẹ? Rồi nhiều đứa bạn nó xúi nhau nữa. Ví dụ như đứa này rủ đứa kia đi chơi, đứa kia nói rằng tao không đi được, ba tao không cho tao đi, tại sao mày phải nghe lời ổng? Có không? Nghe quen quen phải không? Tại sao phải vâng phục cha mẹ? Kinh Thánh nói rất rõ ràng, chúng ta phải vâng phục cha mẹ vì đó là điều phải. Đoạn 1, đoạn 6 câu 1 Kinh Thánh nói rất rõ trong điều đó: hỡi kẻ làm con cái, hãy vâng phục cha mẹ trong mình trong Chúa, vì điều đó là phải. Hay nói một cách khác, vâng phục cha mẹ nó là một cái điều tự nhiên. Vâng phục á, nó cha mẹ nó là một cái phần của luật tự nhiên mà Đức Chúa Trời đặt trong con người. Cho dù con người ở với cái xã hội nào, ở trong cái hoàn cảnh nào chăng nữa, con người sinh ra trên đất tự nhiên trong lòng họ đó, họ có một cái luật của cái lương tâm của họ rằng con cái phải vâng phục cha mẹ. Và chúng ta thấy rằng cái sự vâng phục cha mẹ đó,
nó không chỉ là cái luật đạo đức của Đức Chúa Trời đâu. Nó là cái tiêu chuẩn xã hội thông thường. Nó là cái tiêu chuẩn xã hội thông thường. Mà nếu chúng ta là những người thuộc về Chúa mà chúng ta còn không sống được giống như vậy nữa thì đâm ra chúng ta tệ hơn mấy người chưa tin Chúa, phải không? Đây là cái chuyện thông thường. Ông Phao-lô đầu tiên ông nói rằng hỡi con cái hãy vâng phục cha mẹ trong Chúa, bởi vì đó là phải lắm, đó là điều phải làm, đơn giản vậy thôi, không có lý do nào hết. Chúng ta phải vâng phục, đó là điều rất là tự nhiên. Và chúng ta thấy một điều rằng cái sự không vâng lời cha mẹ đó, thì ông Phao-lô ông dùng cái dấu hiệu của sự không vâng lời cha mẹ, nó là một cái dấu hiệu của một xã hội suy đồi, và đó là cái dấu hiệu của những ngày sau rốt khi Chúa sắp trở lại. Thì nếu chúng ta đọc ở trong Roma đoạn 1 câu 29 câu 30, Sứ đồ Phao-lô nói về một cái xã hội mà Đức Chúa Trời, ông dùng một cái từ là Đức Chúa Trời phó họ cho cái sự ô uế, tức là Đức Chúa Trời bỏ mặc họ, họ muốn làm gì họ làm. Và những cái dấu hiệu của một cái cuộc đời như vậy là gì? Roma đoạn 1 câu 29 câu 30 viết rằng họ đầy dạy mọi sự không công bình, độc ác, tham lam, hung dữ, trang chứa những điều ghen ghét, giết người, cãi lại, dối trá, giận dữ, hai mắt dèm chê, chẳng tin kính, sất sược, kiêu ngạo, khoe khoang, khôn khéo về sự làm dữ và không vâng lời cha mẹ. Quý vị thấy nặng nề. Ông nói rằng con người ta xấu xa đến nước Chúa phó họ cho sự ô uế, Chúa không thèm can thiệp tới nữa. Và đó là những người nào? Ông nói đó là những người không công bình, độc ác, tham lam, hung dữ, giết người, rồi giận dữ, rồi đủ thứ, phải không? Và ông xếp cái việc không vâng lời cha mẹ ngang với những điều này. Đó là một cái điều rất là nặng nề. Kinh Thánh cho biết về sự không vâng phục cha mẹ mình. Và ở trong Tiêu Hê nhì đoạn 3 câu 1 câu 2 đó, thì Sứ đồ Phao-lô biết rằng hãy biết rằng trong ngày sau rốt sẽ có những thời kỳ khó khăn. Trong thời kỳ sau rốt khi Chúa gần trở lại đó, người ta đều tư kỷ, tham tiền, khoe khoang, sất sược, hay nói xấu, nghịch cha mẹ. Cái ngày Chúa gần đến rồi là cái ngày mà xã hội suy đồi hết sức. Và cái dấu hiệu của sự suy đồi đó là việc không vâng phục cha mẹ mình. Nhiều bạn trẻ ngày hôm nay tôi thấy rằng các bạn sống ở trong một cái xã hội quá tự do đi, và các bạn ít có bị ràng buộc với cha mẹ, đặc biệt khi mà các bạn sống ở trong gia đình người Việt Nam và tại Mỹ. Các bạn có một cái khoảng cách rất lớn với cha mẹ mình, và các bạn dường như cảm nhận một điều rằng mình ở cao hơn ba mẹ mình một cái chỗ nào đó. Đúng, các bạn cao hơn cha mẹ các bạn. Tại vì thời trước nhiều khi cha mẹ các bạn khổ quá, ăn lớn ông nội nhỏ xíu con, các bạn giờ cao hơn cũng có. Các bạn cao hơn cha mẹ của các bạn, tại vì bây giờ các bạn ở bên đây, các bạn có cơ hội, các bạn học nhiều quá, các bạn cao hơn là đúng rồi, về tri thức là đúng rồi. Và nhiều người sẽ thấy một điều rằng là cái việc mà cãi lại cha mẹ nó chứng tỏ là mình đã trưởng thành, mình đã khôn lớn rồi. Có nhiều bạn khoe với bạn bè của mình rằng là tôi chẳng có sợ ba mẹ tôi, ba tôi muốn nói gì thì nói, mẹ tôi muốn nói gì thì nói, tôi chả bao giờ tôi quan tâm tới. Và thấy rằng cái câu nói đó nó chứng tỏ rằng là mình ngon hơn người ta. Nhưng mà Kinh Thánh cho chúng ta thấy rõ một điều rằng cái dấu hiệu của cái ngày sau rốt, của cái sự suy đồi của xã hội, đó chính là sự không vâng lời cha mẹ. Đây là một cái lời cảnh báo rất là nghiêm trọng. Tại sao chúng ta phải vâng lời? Bởi vì đó là chuyện đương nhiên chúng ta phải làm. Nếu thế thì chúng ta đi tiếp một cái câu hỏi thứ nhì là chúng ta phải vâng lời ra sao? Chẳng lẽ ba mẹ tôi nói gì tôi cũng vâng lời hết? Chẳng lẽ giờ tôi vâng lời như thế nào? Phải không? Và câu số 2 cho chúng ta câu trả lời. Ông nói với chúng ta rằng hãy vâng phục cha mẹ ở trong Chúa. Câu số 1, hãy vâng phục cha mẹ ở trong Chúa. Vâng phục cha mẹ là vâng phục cha mẹ ở trong Chúa. Có nghĩa là gì? Ở trong Chúa, mỗi người trong chúng ta chấp nhận cái thẩm quyền mà Chúa đặt trên mình. Chứ vì cớ chúng ta ở trong Chúa, do đó chúng ta vâng phục cha mẹ mình. Cái việc chúng ta vâng phục cha mẹ không tùy thuộc cha mẹ chúng ta lại. Có nhiều bạn thanh niên nói rằng là anh tôn trọng ba anh là đúng rồi, tại vì ba anh, em nhìn em thấy ba anh đáng tôn trọng, nhưng ba em không có đáng tôn trọng. Có nhiều người nói rằng là mẹ mà giống như là cái mẹ của người ta kìa, giống như cái bà đó đó, thì tôi mới tôn trọng, mẹ kiểu này tôi không tôn trọng. Nhưng mà chúng ta nên nhớ một điều á, là chúng ta tôn trọng cha mẹ là bởi vì chúng ta ở trong Chúa. Bất kể cha mẹ mình như thế nào thì mình phải vâng phục cha mẹ mình. Nó là ở trong Chúa chúng ta phải như vậy. Nhưng mà ở trong Chúa nó còn có một cái ý nghĩa thứ hai nữa. Đó là sự vâng phục cha mẹ nó phải phù hợp với cái sự dạy dỗ của Chúa. Chúng ta nhớ đến Mác đoạn 6 đó, kể một cái câu chuyện rất thương tâm về ông Giăng Báp-tít mà. Ông Giăng Báp-tít đó, khi đó đó, ông can ngăn cái vua Herod Antipa.
ông can ngăn vua Herod không được lấy bà Herodia. Bởi vì sao vậy? Bởi vì Herodia là vợ của vua Philip, là em của Herod Antipas. Nhưng mà ông này á, ông lại đi cướp vợ của em mình. Thành ra ông Giăng Báp-tít ông mới can ngăn ông vua là không được, vua không được làm cái điều loạn luân như vậy. Thì ông vua ông ghét ông này. Nhưng mà ông vua ghét ít mà bà Herodia bà ghét nhiều. Phải không? Và quý vị thấy nếu hai người cùng ghét một người đó thì phụ nữ ghét nguy hiểm hơn là đàn ông ghét. Thành ra trong một bữa tiệc á, khi mà con gái cổ múa cho ông vua coi đó, ông vua ông vui lòng quá. Ông nói rằng bây giờ con muốn xin cái gì ta cũng cho. Cô con gái tới gặp bà mẹ hỏi, mẹ ơi bây giờ vua nói là xin cái gì vua cũng cho. Bây giờ mẹ muốn xin cái gì? Hột xoàn hay kim cương? Bà nói không, thích cái đầu của Giăng Báp-tít. Bà nói bà thích cái đầu của Giăng Báp-tít. Và Salome là người như thế nào? Hết sức là hiếu kính với mẹ đúng không? Chạy tới nói với ông vua liền, vua ơi, con không thích gì hết, thích cái đầu của Giăng Báp-tít thôi. Và vua phải làm gì? Bởi vì lời vua nói ra, vua phải chém đầu Giăng Báp-tít. Và Salome không phải là cái hình mẫu của cái sự hiếu kính mà Chúa nói ở trong Kinh Thánh. Bởi vì ở đây Chúa nói một điều rằng là các ngươi hãy vâng phục cha mẹ ở trong Chúa. Chúng ta thuộc về cha mẹ mình, nhưng chúng ta cũng thuộc về Đức Chúa Trời nữa. Và có những cái mạng lệnh mà con cái không thể vâng phục cha mẹ bởi vì nó vi phạm những cái luật đạo đức và luật lệ của Đức Chúa Trời. Chúng ta không thể nào vâng phục cái kiểu đó được. Bởi vì vâng phục như vậy đó, chúng ta sẽ vi phạm cái luật lệ của Chúa. Và chúng ta thấy một điều rằng cái tình yêu của Chúa phải được đặt cao hơn hết trong cái cuộc đời của chúng ta. Chính vì vậy mà ở trong Ma-thi-ơ đoạn 10 câu 37 Chúa nói rằng ai yêu cha mẹ hơn ta thì không đáng cho ta. Ai yêu con trai hay con gái hơn ta thì cũng không đáng cho ta. Ở đây Chúa không nói chúng ta bỏ bê cha mẹ, ruồng bỏ cha mẹ hay con cái. Ở đây Chúa nói rằng nếu phải so sánh giữa tình yêu chúng ta với Đức Chúa Trời và tình yêu của chúng ta với cha mẹ hay con cái thì tình yêu với Đức Chúa Trời vẫn cao hơn. Đúng không? Và chúng ta thấy một điều rằng là chúng ta có cha mẹ trên đất nhưng đừng quên rằng chúng ta có một người cha trên trời. Và chúng ta phải vâng phục cha mẹ trên đất nhưng chúng ta cũng phải vâng phục cha của chúng ta ở trên trời. Và ở trong Ma-thi-ơ đoạn 22 câu 21 Kinh Thánh ghi rằng cái gì của Cê-sa-r thì trả cho Cê-sa-r. Nhưng mà cái gì của Đức Chúa Trời thì phải trả cho Đức Chúa Trời. Có những điều thuộc về Đức Chúa Trời phải trả cho Đức Chúa Trời mà không trả cho Cê-sa-r được. Và nếu như Salome là một cái người ở trong Chúa, bà sẽ không chấp nhận cái lời yêu cầu của mẹ là xin cái đầu của Giăng Báp-tít. Bởi vì điều đó trái với luật pháp của Đức Chúa Trời. Nếu vậy thì khi các con ở trong gia đình gặp một cái mạng lệnh của cha mẹ mà mình không muốn làm theo thì mình phải làm sao? Tại vì câu một ghi rằng là phải vâng lời. Mà bây giờ gặp cái trường hợp giống như Salome thì phải làm sao? Thì mình phải chọn vâng theo cái luật pháp của Chúa, phải không? Chính vì cớ đó thành ra Kinh Thánh mới cho chúng ta cái mạng lệnh thứ hai đối với của con cái, đối với cha mẹ là gì? Con cái không những phải vâng phục cha mẹ mà phải tôn kính cha mẹ nữa. Ở trong câu 2 ghi rất rõ ràng rằng hãy tôn kính cha mẹ ngươi. Tôn kính cha mẹ ngươi có nghĩa là gì? Có nghĩa là chúng ta bày tỏ cái lòng kính trọng của chúng ta đối với cha mẹ. Ngay khi cha mẹ sai chăng nữa, con cái không đồng ý làm theo ý muốn của cha mẹ, điều đó đúng. Nhưng hãy nhớ một điều, cho dù có từ chối cái mạng lệnh của cha mẹ thì cũng phải từ chối ở trong cái sự tôn trọng cha mẹ. Chứ cha mẹ biểu mình làm một cái điều gì nó vi phạm phương diện đạo đức, giống như là Herodia kêu con mình đi giết Giăng Báp-tít, vậy làm sao mà làm được? Thì nếu chúng ta ở trong Chúa, chúng ta phải từ chối cái mạng lệnh đó thôi. Nhưng lời Chúa rất hay, Chúa nói chúng ta vâng phục nhưng mà phải tôn trọng. Nếu như ở trong Chúa chúng ta không thể làm điều đó được thì chúng ta phải từ chối ở trong cái sự tôn trọng cha mẹ. Và các bạn thanh niên thấy rằng những cái xung đột của con cái với cha mẹ nó đến từ đâu? Không phải do các bạn từ chối cái điều cha mẹ nói đâu, nhưng mà do cái cách của mình, đúng không? Cái cách của mình, cái cách của mình làm cho ba mẹ giận mình, chứ không phải là do cái việc mà mình từ chối đâu. Thành ra chúng ta phải thấy một điều rằng con cái không phải vì có cha mẹ sai mà mình không kính trọng cha mẹ nữa. Tôi nói với thanh niên, khi mà tôi làm việc ở Việt Nam với thanh niên, tôi nói với các bạn và cha mẹ cũng là người thôi, và cha mẹ có nhiều cái sai lầm lắm. Các bạn có để ý tại sao mấy đứa con nít đó, nó thích, nó thần tượng cha mẹ nó lắm không? Mấy đứa con trai nó lớn lên nó mong muốn nó giống ba nó. Ồ, không biết chừng nào mới cao được bằng ba, không biết chừng nào mới giỏi được như ba.
Nhưng mà đi đâu á cũng nắm tay ba mình, nắm tay mẹ mình đi á, đúng không? Nhưng mà nó lớn được chút xíu đó, mình nắm tay nó giật ra, quê sẹ không muốn đi với ba mẹ. Phải không? Hồi nhỏ nó thì nó chạy tới nó kê mặt cho mình không, lớn lên mình cứ đưa cái miệng mình ra ngoài, nó không đưa mặt nó vô, không đi. Hết rồi. Hồi nhỏ nó là cái gì ba cũng số 1 á, cái gì mẹ cũng số 1 hết trơn á. Nhưng mà lớn chút thì sao? Ba không còn số 1 nữa. Tại vì sao? Thứ nhất, nó bắt đầu nó thấy nhiều điều khác. Thứ nhì, nó bắt đầu nó thấy những cái lỗi lầm trong ba mẹ nó mà hồi nhỏ nó không thấy. Hồi nhỏ nó không thấy, bây giờ nó lớn nó thấy. Nó thấy ba nó cũng nói xạo giống như nó vậy. Mà nó thấy ba nó đi làm cũng nhiều khi cũng ăn gian người ta nữa. Nó thấy ba nó cũng nói xấu sau lưng người ta, về nhà giận ai trong nhà thờ nói không được, về nhà nói lén sau lưng, nói với mẹ nó ngồi nó nghe hết. Nó thấy ba nó cũng nóng giận, nó thấy đủ thứ điều hết. Và bây giờ nó không còn nhìn ba nó là số 1 nữa. Và nó thất vọng. Thường khi người ta thương bao nhiêu, người ta thất vọng bao nhiêu, đúng không? Là bắt đầu nó thất vọng, nó coi thường ba mẹ. Nhưng các bạn thanh niên, những người làm con phải nhớ một điều rằng, cha mẹ có thể sai, nhưng trách nhiệm của chúng ta trước mặt Chúa là phải tôn trọng. Tôi nói với các bạn thanh niên, một trong những cái nan đề ngày hôm nay là gì? Là có nhiều bạn ở trong một gia đình mà cha mẹ ly dị, không sống chung với nhau. Có nhiều cái trường hợp như vậy, khi tôi sống với thanh niên, có những đứa mà nó không bao giờ nó muốn nhìn mặt ba nó hết trơn á, tại vì nó nói rằng ba em bỏ má em, không bao giờ em dòm mặt ba em. Và tôi nói với nó rằng ba em bỏ má em, Chúa sẽ xử ba em, mà em không dòm mặt ba em, Chúa cũng xử em luôn. Chúa công bằng. Chúa yêu cầu chúng ta sống đúng với tất cả những điều đó. Và nó nói bây giờ làm sao em nghe lời ba em được? Em vẫn phải nghe lời ba em thôi, bởi vì cho dù ổng có bỏ mẹ em chăng nữa, ổng vẫn là ba của em. Đúng không? Chứ bây giờ ổng lại gì vậy? Và đây là cái nguyên tắc của lời Chúa. Chúng ta phải bày tỏ cái lòng kính trọng đối với cha mẹ. Và ngay cả khi mà con cái đã trưởng thành rồi, có gia đình rồi đó, thì vẫn phải tôn trọng cha mẹ mình. Có thể lúc này bây giờ con cái đã có gia đình rồi, không cần phải vâng lời cha mẹ, tại vì nó đang làm chủ một cái gia đình riêng. Bây giờ là con cái của người đó, phải nghe lời người đó. Nhưng mà vẫn bày tỏ cái lòng tôn trọng. Và cái lòng tôn trọng đó, nó phải được bày tỏ qua cái việc làm cho cha mẹ mình được vinh dự. Làm cho cha mẹ mình được vinh dự. Tôi đọc một cái bài viết của một ông mục sư, ông viết rất là hay. Ông nói có một lần ông gặp một hai bạn thanh niên tới xin làm đám cưới. Mà ở Mỹ này á, làm đám cưới nó đơn giản. Ở Việt Nam làm đám cưới khó, vô nhà thờ làm đám cưới khó mà. Ở Mỹ làm đám cưới đơn giản hơn, không cần cha mẹ. Tới cái tuổi nó làm đám cưới được là làm đám cưới. Ở Việt Nam không có đâu. Hỏi mà không có ba mẹ là không bao giờ mục sư cũng làm đám cưới. Ở Mỹ vậy, cho làm đám cưới. Nhưng mà khi ông vô ông hỏi hai bạn thanh niên, ông hỏi là ba mẹ hai bạn có biết hai bạn làm đám cưới không? Nó nói không. Hỏi sao vậy? Nó không quan tâm ý kiến ba mẹ nó. Mà nhiều khi nó về nó hỏi ba mẹ nó cũng không cho nó cưới nữa. Và ông mục sư nó, ông nói rằng các bạn ơi, các bạn có thể làm đám cưới mà không cần cha mẹ. Có thể, về luật pháp các bạn có thể làm. Nhưng tôi khuyên các bạn phải bày tỏ lòng kính trọng cha mẹ mình. Ba mẹ các bạn sanh các bạn ra, ít gì cũng nuôi các bạn lớn lên. Hãy cho ba mẹ các bạn có cái ý kiến trong cái hôn nhân của hai bạn. Và sau khi ông thuyết phục hai bạn đó, hai bạn nó về gặp cha mẹ của mình. Cha mẹ không đồng ý, họ tiếp tục họ thuyết phục cha mẹ. Và rồi một thời gian sau thì họ trở lại, họ xin làm đám cưới. Và bây giờ họ dắt theo cha mẹ của họ tới. Và ông mục sư nói rằng đó là một cái đám cưới phước hạnh. Họ có thể làm không cần cha mẹ, họ có thể không tôn trọng cha mẹ, nhưng mà họ sẽ không kinh nghiệm được cái phước hạnh giống như là họ tôn trọng cha mẹ của mình. Và cái sự tôn trọng cha mẹ đó, chúng ta thấy rằng sự tôn kính cha mẹ đó, ở đây Kinh Thánh nói rằng đó là điều răn của Chúa, phải không? Kinh Thánh nói rất là rõ ràng rằng hãy tôn kính cha mẹ ngươi, ấy là điều răn thứ nhất. Rồi có một lời hứa kèm theo, hãy hiếu kính cha mẹ, có phải là điều răn thứ nhất không? Tại sao ở đây Phao-lô nói là điều răn thứ nhất? Hả? Đây là điều răn thứ nhất, có một lời hứa kèm theo. Nó có hai cái ý nghĩa ở đây. Thứ nhất á, các quý vị về mở Sách Ê-díp tô ký đoạn 20 ra đọc đi. Trong 10 điều răn không có điều răn nào có lời hứa hết, chỉ có điều răn hiếu kính cha mẹ là có lời hứa. 9 điều còn lại không có lời hứa. Chỉ có điều răn hiếu kính cha mẹ có lời hứa thôi. Thành ra ông mới nói rằng đây là cái điều răn đầu tiên có lời hứa kèm theo. Rồi sau đó nó tiếp tục đó,
có nhiều cái điều răn, có nhiều cái luật lệ của Chúa tiếp theo sau đó thì có lời hứa. Nhưng 10 cái điều răn đầu tiên á thì không có một điều răn nào có lời hứa hết, chỉ trừ điều răn số 5 là hãy hiếu kính cha mẹ. Và người ta có thể hiểu được đây là điều răn đầu tiên là vì sao? Bởi vì trong 10 điều răn của Chúa ban cho nó, 4 điều răn đầu là bổn phận của con người với Đức Chúa Trời, và 6 điều răn sau là bổn phận của con người với nhau. Và cái điều răn hiếu kính cha mẹ ngươi là điều răn đầu tiên trong 6 cái điều răn về bổn phận của con người đối với nhau. Thành ra ở đây sứ đồ Phaolô nói rằng hãy hiếu kính cha mẹ là điều răn thứ nhất có một lời hứa kèm theo. Ở đây chúng ta tiếp tục một suy nghĩ nữa trong câu số 3, sự vâng lời và hiếu kính cha mẹ nó đem lại những cái kết quả gì? Cái kết quả đầu tiên mà đem lại đó, ở trong đây câu số 3 ghi rằng hầu cho ngươi được phước. Tại sao vâng lời cha mẹ thì được phước? Bởi vì khi chúng ta vâng lời cha mẹ có nghĩa rằng chúng ta đang làm theo mạng lệnh Chúa, mà hệ mà chúng ta làm theo mạng lệnh Chúa thì Chúa chúc phước với mình. Mình làm theo, mình chống nghịch mạng lệnh Chúa, cho dù bất kỳ mạng lệnh gì, Chúa không bao giờ chúc phước cho mình. Nếu mình đi làm mình ăn gian, nếu mình lừa gạt người khác, nếu mình nói dối, Chúa không chúc phước cho mình. Thì nếu mình không vâng phục cha mẹ, Chúa cũng không chúc phước cho mình, bởi vì mình vi phạm điều răn của Chúa. Và rõ ràng rằng khi chúng ta hiếu kính cha mẹ thì chúng ta làm theo mạng lệnh Chúa, mà làm theo mạng lệnh Chúa thì được chúc phước. Cái thứ nhì chúng ta thấy ở đây một cái điều rõ ràng rằng chúng ta nhận được những phước hạnh là vì sao? Bởi vì con cái nhiều khi có thể kiến thức cao hơn cha mẹ, nhưng mà cái kinh nghiệm thì không bằng cha mẹ. Và có rất nhiều điều con cái sẽ được phước nếu mà theo sự hướng dẫn khôn ngoan của cha mẹ. Có một cái điều rất lạ, sứ đồ Phaolô nói rằng nếu mà vâng lời cha mẹ thì được sống lòng. Sống lòng, đây là cái câu chúng ta cần phải suy nghĩ. Sống lâu ở trên đất. Ở trong Xuất Ai Cập ký đó, thì lời hứa ở đây đó là nếu hãy hiếu kính cha mẹ ngươi hầu cho ngươi được sống lâu ở trên cái xứ, chứ không phải là trên đất. Trên cái xứ, ông dùng cái chữ land để ông nói đến cái vùng đất Canaan. Ông Môi-se ông viết như vậy: hãy hiếu kính cha mẹ ngươi hầu cho ngươi được sống lâu trên đất mà Đức Giê-hô-va ban cho ngươi, tức là xứ Canaan. Hay nói một cách khác, ông Môi-se truyền cái mạng lệnh của Chúa cho dân sự. Khi nào mà dân sự còn hiếu kính cha mẹ, có nghĩa rằng khi nào họ còn làm theo mạng lệnh của Chúa thì Chúa sẽ bảo vệ họ, họ sẽ không bị kẻ thù tấn công và đuổi họ ra khỏi đất hứa. Còn khi nào họ bỏ điều răn của Chúa, trong đó có cái điều răn hiếu kính cha mẹ, thì kẻ thù sẽ tấn công họ và đuổi họ ra khỏi xứ. Và chúng ta thấy rằng sau này cả vương quốc phía Bắc và vương quốc phía Nam bị trục xuất ra khỏi đất Israel là vì sao? Vì không làm theo mạng lệnh của Chúa. Nhưng mà ở đây đó, thì trong cái thời điểm sứ đồ Phaolô viết cái thơ cho hội thánh Ê-phê-sô thì Cơ Đốc giáo đã phát triển và lan tỏa ra toàn thế giới rồi, và nó không còn nằm ở trong cái vùng đất Israel nữa. Và chính vì vậy mà khi viết ông đưa cái lời hứa này ra thì thay vì ông dùng cái chữ land á, là đất, cái vùng đất Canaan á, thì ông dùng cái chữ earth, tức là trên toàn cái đất. Chúa sẽ cho người được sống lâu ở trên đất bất kỳ chỗ nào, bởi vì lúc đó Cơ Đốc nhân được rải rác rồi, không còn nằm trong vùng đất Canaan nữa. Cái vấn đề còn lại là nếu vậy mấy người chết sớm là mấy người bất hiếu. Mà quý vị biết 11 ông sứ đồ của Chúa chết sớm hết trơn á, chỉ có ông Văn là sống lâu nhất thôi, rồi bị đi đày, mấy ông kia chết sớm hết, tại vì bị giết hết trơn. Hả? Chúa Giêsu chết sớm hay là chết trẻ? Chết sớm luôn. Chúa Giêsu chết trẻ luôn. Tại vì nếu mà người hiếu kính cha mẹ người được sống lâu trên đất, đúng không? Mà nếu nghĩ ngược lại rằng nếu người chết sớm thì là người không hiếu kính cha mẹ người. Ở đây cái câu kinh thánh này trong cái văn mạch này nó không có nghĩa rằng cái người chết sớm là người bất hiếu, nhưng nó có nghĩa là cái người hiếu kính cha mẹ đó sẽ là cái người có thể sống trọn vẹn những cái năm tháng Chúa ban trên đất một cách phước hạnh. Có người sống những cái năm tháng Chúa ban trên đất nhưng mà sống mà cũng giống như chết rồi, nó không phước hạnh. Nhưng mà có những người sống những năm trên đất này 30 năm, 20 năm, 10 năm, nhưng nếu hiếu kính cha mẹ nó thì 10 năm đó là 10 năm sống trọn vẹn trong cái phước hạnh. Và những người mà không vâng lời cha mẹ nó thì những người đó có thể dẫn cuộc đời mình đến cái chỗ nguy hiểm, và nó có thể cắt ngắn những cái năm tháng mà đúng ra người đó được có ở trên đất. Thay vì người đó có thể sống lâu hơn, nhưng vì cớ không vâng phục cha mẹ, làm theo ý riêng của mình, làm những điều sai trật, người đó tự hại bản thân mình, và có thể người đó sẽ cắt ngắn những cái năm tháng người đó trên đất.
Chúng ta nói về trách nhiệm của con cái đối với cha mẹ, thì bây giờ chúng ta cũng nói về cái trách nhiệm của cha mẹ đối với con cái. Sứ đồ Phaolô nói rằng hãy kính sợ Đấng Christ mà vâng phục nhau. Con cái phải vâng lời cha mẹ, phải tôn trọng cha mẹ. Nhưng ở đây cũng có một điều nữa, đó là cha mẹ phải có trách nhiệm đối với con cái. Và ở trong câu số 4, sứ đồ Phaolô ghi điều gì? Hỡi các người làm cha, quý vị đừng có nghĩ rằng đây là dùng cho người cha không thôi, bởi vì đây là cái cách Phaolô viết tượng trưng thôi. Bởi vì rõ ràng ở trên ông nói rằng hãy hiếu kính cha mẹ, ông không có nói rằng hãy hiếu kính cha. Thì cái câu dưới là hỡi những người làm cha, ông không đúng đó, ông phải hỡi những người làm cha mẹ, nhưng ông viết ngắn gọn thôi. Và thường nó cái vai trò dạy dỗ nằm nơi người cha, thành ra ông nhấn mạnh cái điều này, nhưng đây là điều áp dụng cho cả cha và mẹ. Ông nói rằng hỡi các người làm cha, chớ chọc cho con cái mình giận dữ, hãy dùng sự sửa phạt khuyên bảo của Chúa mà nuôi nấng chúng nó. Cái điều đầu tiên mà cha mẹ cần phải làm là đừng có chọc cho con cái mình giận dữ. Chứ đồ Phaolô nói rất là rõ, cha mẹ chọc cho con cái mình giận dữ là gì? Là cha mẹ không được dùng cái quyền lực của mình để áp đặt lên con cái. Không có được. Không phải bởi vì có mình là cha, mình là mẹ, thành ra mình có quyền dùng cái quyền của mình muốn làm cái gì mình làm. Đó là điều Chúa ông cho. Và chúng ta thấy rằng ở trong cái xã hội La Mã đó, người ta rất coi trọng cái vai trò của người cha. Quý vị biết khi mà một đứa bé được sanh ra thì người ta đem nó vô trong phòng, ông cha ông ngồi, người cha trong gia đình nó ngồi trên cái ghế trong cái căn phòng đó, và người ta để cái đứa bé mới sanh á dưới chân của ông. Nếu ông cúi xuống ông bồng nó lên á thì có nghĩa là ông thừa nhận nó là con ông và nó sẽ ở trong gia đình, nó sẽ được nuôi nấng. Nếu mà ông quay mặt đi, ông không bồng nó lên á, thì đứa bé đó sẽ được đem đi cho người khác, sẽ được đem đi bán, và thậm chí là quăng nó ra đường, nó chết sống gì người ta không quan tâm. Người La Mã người ta coi trọng cái thẩm quyền của người cha đến nước đó. Người cha sẽ quyết định cái sự sống chết của con mình. Nhưng Kinh Thánh cho biết rằng cha mẹ không được dùng quyền lực của mình để áp đặt lên con cái và làm cho con cái giận dữ. Chúng ta thấy rằng cha mẹ có thể chọc cho con cái mình giận dữ như thế nào? Khi mình đối xử với con mà mình không quan tâm đến cái suy nghĩ, đến cái tình cảm hoặc là cái sự tiếp nhận của con. Mình không quan tâm. Mình chọc cho nó giận dữ. Ở trong cái bộ giải nghĩa Kinh Thánh của ông William Barclay, ông giải nghĩa phân đoạn Kinh Thánh này, và ông nói rằng có ba cái cách mà người ta cư xử khiến cho con cái của mình nó bị giận lên. Thứ nhất, họ quên rằng mọi sự đều thay đổi. Khi cha mẹ dạy con mà quên rằng mọi sự đều thay đổi, cái phong tục tập quán của thế hệ này nó không phải là cái phong tục tập quán của thế hệ kia, nó thay đổi rồi. Mà khi mà mình dạy con, mình cứ áp dụng cái chuyện mà cách đây 30 năm, 40 năm mình dạy con mình bắt nó phải nghe theo. Mình không quan tâm đến cái sự thay đổi của xã hội. Mình không quan tâm đến cái suy nghĩ của nó. Mình không quan tâm đến cái môi trường nó lớn lên. Mình áp đặt cho nó, mình tạo cho nó cái sự giận dữ. Tôi thấy cha mẹ nhiều khi bắt con mình làm một cái điều gì đó, thì cha mẹ thường nói vậy nè: làm nó đi. Nó con không làm. Làm đi, hồi xưa mà ba mẹ bằng tụi con, ba mẹ làm vậy đó. Tôi nghe câu nó quen quen không? Ủa, hồi xưa ba mẹ làm, chẳng lẽ giờ hồi xưa ba mẹ làm, bây giờ con phải làm. Tôi có xuống với các bạn nói nha, các bạn không được nói câu đó. Phải vâng phục và phải tôn trọng cha mẹ, không được nói câu đó. Nhưng mà tôi đang suy nghĩ cái, tôi đang nói lên cái suy nghĩ của các đứa trẻ. Chúng ta có nghe cái câu nói chúng ta thường nói: hồi xưa ông nội của mày dạy tao như vậy, bây giờ tao dạy mày như vậy đó. Hồi xưa bà ngoại của con nó dạy mẹ y vậy đó, bây giờ mẹ dạy con vậy đó. Mà bành ông nội con sống ở đâu? Ông nội con sống vào năm 1930 mà giờ năm mấy rồi? Năm 2012. Mà tại vì ông nội con dạy ba, thành ra ba dạy con. Và chúng ta thấy một điều rằng mọi sự nó đều thay đổi. Chúng ta không thể nào áp đặt cái gì đó từ xa xưa đến con cái mình mà mình không quan tâm đến cái sự phát triển của nó. Cái thứ nhất, cái điều thứ hai, không con người nào cũng bất toàn hết trơn á. Không phải là bởi vì có ba mình dạy mình mà mình có thể dạy con mình giống như vậy, bởi vì ba mình đâu phải đúng hoàn toàn. Và có một lần tôi nói với Hồ Thánh, tôi nói bây giờ Minh Thi sau này nó lấy chồng nó có con phải không? Mà nó về nó khoe tôi, nó nói ba chạy con sao y, bây giờ con đè cháu ngoại ba con dạy y vậy, chắc tôi chết luôn á. Nó: con ơi, ba đâu có tốt đâu, ba đâu có phải là hoàn toàn. Con có thể con lấy một vài điều của ba con dạy thằng cháu ngoại ba được, chứ con lấy nguyên si của ba con dạy thằng cháu ngoại ba là chết thằng cháu ngoại ba rồi. Quý vị có thấy vậy không? Nhưng mà mình làm cha làm mẹ đó, mà con mình nó về nó nói ba dạy con sao con dạy con vậy, là tự nhiên mặt mình nướng lên liền. Nhưng mà cái điều đó nó không đúng.
nó dùng một cái điều mà cách đây 50-60 năm mà bây giờ nó vẫn còn dùng y chang như vậy, nó không thay đổi gì hết, để mà nó áp dụng trong ngày hôm nay thì con mình nó dở rồi chứ nó đâu có giỏi. Quý vị có thấy gì không? Và nhiều khi mình dạy con mình áp đặt lên nó mà mình không có quan tâm rằng nó nghĩ như sao hết trơn đó, mình chọc cho nó sùng lên. Giống như khi cái thế hệ của tôi còn nhỏ phải không? Tôi được dạy ở trong gia đình ba mẹ nói không có cãi, đúng không? Tôi nhớ ba tôi hồi xưa đánh đòn tôi đó là không cho khóc nữa kìa. Quánh mà khóc là quánh là đau không? Mà không cho khóc. Biết lỗi không? Đã có lỗi rồi còn mày đặt khóc nữa. Lần sau gồng không khóc nữa. Không khóc nữa, ông nói thằng này ly, mày quánh mày không khóc, mày có thương đâu hả? Quánh nữa thôi khóc. Ồ, tôi bỏ tay luôn, tôi không biết khóc hay không khóc. Nhưng mà cái thời tôi hồi nhỏ là chuyện đó là bình thường, đúng không? Cái thời tôi là bình thường. Nhưng mà chúng ta không thể nào áp dụng những cái điều đó cho con cái chúng ta ngày hôm nay. Chúng ta không áp dụng được. Thứ nhất, cuộc sống nó thay đổi rồi. Thứ hai, cái nó không có gì tốt hết để mà áp dụng. Nó không có gì tốt hết. Tại sao không lắng nghe? Tại sao không trao đổi? Và ông William Barclay ông nói rằng một trong những cái điều khiến cho con cái, cha mẹ chọc giận con cái là cha mẹ quên rằng mọi sự thay đổi. Cái điều thứ nhì, ông nói rằng cha mẹ có thể chọc giận con cái là vì sao? Bởi vì cái sự kiểm soát của cha mẹ trên con cái. Cha mẹ kiểm soát trên con cái, có những cha mẹ kiểm soát trên con cái nó không nhúc nhích được luôn. Và khi mà cha mẹ kiểm soát trên con cái một cách gọi là cứng nhắc như vậy đó, thì nó trở nên xúc phạm đến cái nhân cách, cái sự trưởng thành của con cái mình. Mà khi mà chúng ta làm điều đó, chính chúng ta cũng nói mình là cái cách dạy của mình nó không đúng rồi. Thành ra mà mình buông nó ra là nó sọng liền, mình phải kèm nó. Đương nhiên con chúng ta 5 tuổi nó khác, 6 tuổi nó khác, 7 tuổi nó khác. Nhưng đến một cái lứa tuổi nào đó, chúng ta cần phải tôn trọng cái sự riêng tư của nó. Và nếu mà chúng ta cứ kẹp nó hoài á, có nhiều người cố gắng kiểm soát con mình cho đến cùng luôn, không nhúc nhích được luôn. Mà đến hồi mà nó thả ra được rồi, nó là nó bơi mất luôn. Nó bơi tìm không ra luôn. Ba mẹ nó lớn tuổi rồi bơi sao kịp, bơi mất luôn. Và chúng ta thấy một điều rằng là nhiều người cứ muốn mình dạy con cái mình kiểm soát nó để cho nó trở nên nó lớn lên nó giống mình. Tôi không mong là con mình thấy nó lớn lên nó giống tôi đâu, tôi nói thiệt. Cái mục tiêu của tôi vẫn cầu nguyện cho con tôi là tôi ao ước nó lớn lên nó trở nên giống với Chúa, chứ nó không giống tôi. Tôi chẳng có gì tốt để mà nó giống tôi hết. Mình dạy con mình làm sao để nó lớn lên, nó có những bông trái thánh linh, nó giống với Chúa. Chúa được nó dùng theo chương trình, theo ý muốn của Chúa. Chứ mình không dạy con mình để nó giống mình và để cho nó làm theo cái ý muốn của mình. Không phải. Chúng ta quên mất cái điều đó. Chúng ta quên mất rằng là con cái là điều mà Đức Chúa Trời giao phó cho chúng ta. Nó không phải là cái quyền sở hữu của mình để mà mình đúc ra một cái khuôn cho nó giống y chang mình. Mình phải dạy con như thế nào để cho nó trở nên giống với Chúa và nó làm theo cái điều mà Chúa muốn trên cuộc đời nó, chứ không phải làm theo cái điều mà mình muốn trên cuộc đời nó. Có nhiều người học lớn lên trong hoàn cảnh khó khăn, không có điều kiện học hành, mơ làm bác sĩ nhưng mà làm không được, chỉ có gần liệt sĩ thôi chứ không làm bác sĩ được. Nhưng mà khi lớn lên thì bắt con sao? Bắt con phải làm bác sĩ. Để làm gì? Để thay thế ba. Có đứa nào bị không? Để thay thế ba. Nếu có đứa nào bị thì sau này có con đừng làm vậy. Để thay thế ba làm bác sĩ. Tại vì hồi trước ba làm bác sĩ không được. Nhưng mà thằng con mình nó không có cái đầu gì để nó làm bác sĩ hết trơn. Nó không thể nào nó làm bác sĩ được. Mà cứ bắt nó bác sĩ. Thằng nhỏ bắt thờ luôn. Cuối cùng là cả cuộc đời nó đau khổ gì cớ. Nó phải thực hiện cái ước mơ của ba. Chúng ta để ý cái điều đó. Chúng ta nuôi con cái của mình để nó lớn lên, nó biết Chúa muốn nó làm cái gì. Đó là điều rất quan trọng. Biết Chúa muốn nó làm cái gì. Chứ không phải chúng ta nuôi con cái để nó biết rằng chúng ta muốn nó làm cái gì. Không có. Chúng ta phải nuôi con cái để nó biết Chúa muốn nó làm cái gì. Và chúng ta nên nhớ một điều nữa đó. Ông Bạc Lê nói rằng người ta có thể làm con cái mình giận khi người ta quên khích lệ con cái mình. Chắc quý vị biết Martin Luther. Martin Luther nhà cải chánh giáo hội. Một con người vĩ đại. Và ông có một người cha hết sức nghiêm khắc. Nghiêm khắc kinh khủng lắm. Chắc ông chịu ông nội thôi ra ông mới đi tu làm linh mục. Nhưng mà ông bố ông khó lắm luôn. Và sau này khi ông trưởng thành rồi, ông viết một cái câu rất là hay. Ông nói rằng không có gì sai khi nói rằng thương thì cho roi cho vọt. Cái đó là đúng, nó không có gì sai hết trơn đó. Nhưng bên cạnh cái roi á, thì cũng hay dành một cái trái táo để thưởng cho nó khi nào mà nó ngoan.
Ba ông á thì nghiêm, ông nói tốt không có gì sai hết trơn á, nhưng mà ba ông chỉ có cái là không có táo, chỉ có roi thôi. Cái roi không có gì sai hết. Nhưng mà bên cạnh nó cũng cần có một cái táo. Cái điều thứ nhì mà cha mẹ cần phải làm cho con cái, đó là phải kỷ luật con mình. Cha mẹ phải có cái trách nhiệm kỷ luật con mình. Nhiều người nói rằng hãy để cho con cái mình tự do bộc lộ đi. Nếu mà chúng ta sửa phạt con mình á, chúng ta có thể làm cho nó cái tính cách của nó bị thay đổi. Quý vị thấy con nói đúng hay sai? Mình kỷ luật nó là nó mất kiên, mình để cho nó tự nhiên đi. Mỹ này là tự nhiên lắm phải không? Cứ để cho nó tự nhiên. Nó muốn ăn là nó ăn, nó muốn ngủ mấy giờ nó dậy là nó dậy, nó muốn đi đâu nó đi. Mình cứ để cho nó tự nhiên, nó phát triển đi. Tại vì mình kỷ luật nó thì mình sẽ làm cho nó sai lạc. Nhưng chúng ta nên nhớ một điều á, cái tính cách của một đứa trẻ nó không bị sai lạc vì cái kỷ luật đâu. Nhưng cái tính cách của một đứa trẻ nó sai lạc từ khi nó mới đẻ ra kìa. Từ trong cái bản chất hư hoại của con người là nó đã sai rồi. Bây giờ cái kỷ luật là giúp cho nó đi đúng cái con đường lại. Chứ kỷ luật không làm cho nó sai. Nó sai bây giờ mình không dạy nó cũng sai. Bởi vì nó sai từ trong cái bản chất hư hoại của con người. Và chúng ta thấy rằng cái sự sửa phạt á, nó đem lại cái ích lợi và nó bày tỏ tình yêu đối với con. Châm ngôn đoạn 13 câu 24 nói một câu rất hay: người nào kiêng roi vọt là người nó ghét con mình. Mà nhất là mấy bà mẹ đó. Tại hôm nay ngày của mẹ phải không? Nhưng mà mẹ cái gì cũng tốt, có một cái điểm yếu là nhiều khi không kỷ luật con cái. Thương nó thành ra không kỷ luật nữa. Mà tôi đâu nói chi sai, tôi nói vợ tôi cũng vậy. Thương con Thi nhiều khi không có kỷ luật nó, nhiều khi là quánh nó sợ nó đau. Mà tôi nói nó gì, mình quánh nó chưa nó đau chưa chắc nó chết, nhưng mà mình để cho nó không kỷ luật nó ra đời đó, người ta quánh nó cái này nó chết liền. Tại vì mình quánh nó mình thương nó, còn ở ngoài đời người ta quánh nó mà người ta không thương nó, người ta đánh nó chết. Kỷ luật con cái là bày tỏ tình yêu đối với con. Người nào mà kiêng roi vọt là ghét con mình. Ai thương con là cần phải sửa trị nó. Có một cái ông công tước người Anh á, ông công tước Windsor, khi ông đến ông thăm nước Mỹ á, thì ông đưa ra một cái câu nhận xét vui lắm. Ông nói rằng mọi thứ trong nhà của người Mỹ đó đều được điều khiển bằng các nút hết trơn á. Mỹ là cái nhà vô là cái gì cũng nút hết. Microwave cũng nút nút, cái gì cũng nút nút, tủ lạnh cũng nút nút, TV cũng nút, cái gì cũng nút bấm hết trơn á. Chỉ có một thứ á, là không có xài nút thôi. Đó là gì? Là mấy đứa con trong nhà của mấy người Mỹ đó là không có nút. Ý ông nói rằng cái gì ở trong nhà của người Mỹ đó là đều có hệ thống, có system, có đàng hoàng hết trơn đó. Chỉ có mấy đứa Mỹ là người ta thả nó muốn làm gì làm thôi. Nó không có hệ thống, nó không có gì hết trơn. Rồi cái ông công tước Windsor khi ông thăm nước Mỹ, ông nói vậy. Ông nói cái gì cũng tốt hết trơn, nó cái gì cũng có hệ thống, cái gì cũng đàng hoàng hết trơn. Có mấy nhỏ trong nhà là không có đàng hoàng. Và quý vị biết, trong cái tạp chí Reader's Digest của tháng Giêng năm 1986 á, người ta viết về một cái cuộc thử nghiệm, nó ở thành phố Boston từ năm 1940 kìa. Người ta chọn ra 456 đứa nhỏ, 456 đứa thiếu niên. Và người ta theo dõi cái cuộc đời của nó cho đến khi nó ba mươi mấy, 40 tuổi. Thì trong 456 đứa đó, sau này người ta nhìn cái tuổi trung niên của nó đó, thì những đứa nào mà nó ở trong gia đình mà ba mẹ nó kỷ luật, bắt nó làm việc nhà, mọi thứ dạy dỗ nó đàng hoàng á, thì sau này á, phần lớn cuộc sống nó tốt hơn. Còn những đứa nào á, mà cha mẹ nó không có kỷ luật nó, thả nó lòng vòng nó muốn đâu ở đây á, thì mấy chục năm sau người ta nhìn lại 456 đứa này, có những đứa đi xa mất người ta không tìm được, nhưng mà phần lớn những đứa mà thiếu kỷ luật á, sau này cuộc sống nó tệ hơn mấy đứa kia. Mà người ta kéo dài cái cuộc khảo sát nó trong vòng mấy chục năm. Thành ra chúng ta lưu ý một điều rằng cha mẹ thương con thì phải kỷ luật con cái mình, nhưng kỷ luật là phải trong tình yêu và trong sự gây dựng. Phải trong tình yêu và trong sự gây dựng. Ở trong Hebrew đoạn 12 câu 67 nói rằng là Chúa sửa phạt kẻ Ngài yêu. Hễ ai mà Ngài nhận làm con thì cho roi cho vọt. Và ví bằng anh em chịu sửa phạt, ấy là Đức Chúa Trời đại anh em như con. Vì cứ người nào là con mà cha không sửa phạt. Sửa phạt là tình yêu thương. Cái điều cuối cùng ông nói đến là anh em phải, cha mẹ phải biết nuôi nấng con cái. Khi chúng ta nói đến cái chuyện nuôi nấng, chúng ta nghĩ là cho nó ăn phải không? Nhưng ở đây nó có một cái ý nghĩa khác. Chúng ta phải nuôi nó cả về thể chất, cả về tình cảm và tâm linh. Ông mục sư Morgan có một lần ông đi đến New York, ông giảng ở đó. Thì ông đi vòng vòng cái thành phố Albany ở New York, thì ông đói bụng quá, ông mới đem đồ ăn trưa vô cái công viên ông ngồi ăn. Khi ông ăn thì ông nhìn, ông thấy có thằng nhỏ 9-10 tuổi nó núp bên kia, nó cứ dòm ông, nó thấy như nó dòm. Thì ông ăn, ông dòm nó dòm ông. Rồi cái ông bắt nó núp. Giống như nó thấy người lạ, nó giỡn. Một hồi nữa thì nó lò mặt ra, bắt đầu nó làm quen với ông. Nó hỏi, ông tên gì? Đâu tới vậy? Chỗ ông ở vui không? Nó hỏi đủ thứ hết trơn.
Là cuối cùng nó hỏi ông rằng: ông tới đây làm gì vậy? Thì ông mục sư Morgan, ông nói rằng là tôi tới đây để tôi giảng cho một cái nhà thờ. Nó nói giảng là làm gì? Giảng là sao? Ông nói giảng tức là mình nói cho người khác biết về Giê-xu. Khi mà ông vừa nói tới đó thì thằng nhỏ: tôi nói cho ông nghe một điều này, ông có biết Giê-xu là cái gì không? Morgan này ông nói: chù, thành phố này có mấy thằng nhỏ giỏi thiệt. Ông hỏi: Giê-xu là cái gì? Giê-xu là cái câu mà người ta rủa nhau á. Người ta rủa nhau á. Và ông Morgan ông buồn. Ông nói: vì sao một đứa trẻ có 9-10 tuổi mà trong đầu nó đó, cái Giê-xu lại là cái tiếng của sự rủa sạ, mà đây là một đất nước mà tin lành được rao giảng rộng rãi. Cái điều gì xảy ra trong đầu nó? Nếu không phải là từ trong gia đình nó đã đặt vào những cái tư tưởng nó trong tâm trí nó. Và cái điều chúng ta cần phải làm là dạy cho con mình về đức tin, dạy cho con mình về kiến thức, dạy cho con mình mọi thứ, và cùng với việc nuôi nấng thể chất của nó, chúng ta thấy rằng cần phải chú trọng để con mình nó phát triển hài hòa các phương diện ở trong cuộc sống. Và để kết thúc, tôi muốn kể cho quý vị nghe một cái câu chuyện rất là đặc biệt. Câu chuyện này lâu lắm rồi. Vào cái ngày 4 tháng 7, July 4 của năm 1870, có một đứa bé được sanh ra đời. Và ba mẹ đặt nó tên là Lee, nó tên là Lee. Ba mẹ của nó là hai ông bà George and Martha Scarborough. Hai ông bà là ba mẹ. Và hai người này là hai người truyền đạo. Và khi mà họ sanh đứa bé ra đó, thì họ mới mua về bên Texas. Ở bên đó họ nuôi gia súc và họ rao giảng tin lành ở đó. Cái ước mơ của cái ông sọt này là gì? Là xây được một ngôi nhà. Hai vợ chồng muốn xây một ngôi nhà. Nhưng họ là những người hầu việc Chúa, nên không có lương nhiều. Và cuối cùng họ để dành hoài mà không xây được cái nhà. Cho đến khi cái thằng bé Ly này nó lớn lên tới 16 tuổi rồi. Và một buổi chiều thì ông chồng ông nắm tay bà vợ, ông kéo lên cái ngọn đồi. Ông nói: em ơi, hôm nay anh báo cho em một tin vui, mình đủ tiền xây nhà. Bây giờ em ngó đi cái ngọn đồi này đi, cái chỗ nào đẹp em chọn một chỗ đi, anh sẽ đi mua miếng đất nó và xây cái ngôi nhà trên ngọn đồi này. Đây là ước mơ của hai vợ chồng mình. Khi ông nói tới đó xong thì bà mẹ, tự nhiên người vợ chạy mấy dòng nước mắt. Bà vợ mình chắc bà sướng quá, bà khóc. Ước mơ thành sự thật. Nhưng rồi bà vợ nhìn ông chồng nói rằng: anh ơi, em biết đây là mơ ước của anh, đây cũng là mơ ước của em nữa. Nhưng bây giờ Ly đã 16 tuổi rồi, và em ao ước rằng thay vì mình đặt số tiền nó trong căn nhà, thì bây giờ mình đặt cái số tiền nó vào trong tấm lòng, vào trong cái đầu của con mình đi, trong tâm trí của con mình đi. Và em sợ rằng khi mình xây nhà thì mình sẽ không còn đủ tiền để cho con mình đi học đại học nữa. Ông chồng ông hết sức là thất vọng, tại vì ông biết cái điều đó là điều cần làm, nhưng đây là ước mơ của ông, xây một ngôi nhà cho gia đình của mình. Nhưng rồi ông bị bà vợ thuyết phục, và rồi sau đó ông không xây ngôi nhà nữa. Hai năm sau, năm 1888, ngày 8 tháng Giêng, thì cái cậu bé Ly đó, chàng thanh niên Ly đó, đã bước vào trong trường đại học ở tại Waco, Texas. Anh ta học. Và quý vị biết, nhiều năm sau, thế giới, đặc biệt Cơ Đốc giáo chúng ta, biết về một con người hết sức vĩ đại. Lee Scarborough đã trở nên một trong những lãnh tụ xuất sắc của Hội Thánh Baptist Nam Phương. Và ông ta đã là tác giả của rất nhiều quyển sách. Ông ta là chủ tịch của một thần học viện. Ông ta là một mục sư, một nhà truyền giáo. Ông ta đã xây dựng rất nhiều thần học viện, bệnh viện, nhà thờ, trụ sở truyền giáo ở khắp mọi nơi trên thế giới. Hai vợ chồng đó có thể đầu tư vô trong một căn nhà, nhưng có lẽ thế giới, đặc biệt Hội Thánh Chúa, sẽ mất một con người vĩ đại. Họ chấp nhận mất cái căn nhà đó, nhưng mà rồi con họ trở nên một con người được Đức Chúa Trời dùng một cách đặc biệt, hết sức là vĩ đại. Tất cả từ cái quyết định của cha mẹ trong việc nuôi dạy con cái. Ngày hôm nay chúng ta nuôi con, chúng ta cố gắng làm sao để cho nó có tiền, để làm sao nó mặc đồ cho đẹp, nó đi cái xe cho đẹp, nó cố gắng làm sao mua cái nhà thiệt cho bự, cố gắng làm sao mà đủ mọi thứ cho nó. Nhưng cuộc sống mà chúng ta nuôi con mình, nó không chỉ là vật chất, nó còn nhiều thứ khác nữa. Nhiều khi cha mẹ cảm thấy rằng là mình có lỗi với con, bởi vì mình không có lo đầy đủ cho con. Và mình ráng mình đi làm để làm gì? Mình lo cho nó đầy đủ, nhưng mà mình lại bỏ đi rất nhiều thứ trong cuộc đời của đứa con mình. Làm sao để cho con mình lớn lên phát triển một cách hài hòa? Chúng ta đi vào phần kết luận. Cha mẹ và con cái hãy làm trọn cái trách nhiệm của mình. Cái bài giảng từ đoạn 5 câu 22 cho đến đoạn 6 câu 4 cho đến đoạn 6 câu thứ 10 là ba cái bài giảng mà tôi dùng cái chữ là giống như con dao hai lưỡi.
Tại sao vậy? Bởi vì nó có lợi mà nó cũng có hại. Nó có lợi là gì? Nó có lợi là bởi vì chúng ta đến với lời Chúa đương nhiên là có lợi. Nhưng nó có hại là gì? Nó có hại là bởi vì á, chúng ta chỉ nghe theo một chiều mà thôi. Ví dụ như sáng hôm nay cha mẹ chị nghe cái phần trách nhiệm của con cái đó với cha mẹ để trưa nay về đè nó ra làm thịt nó. Con có nghe mục sư nói không? Ông Phaolô nói là phải nghe lời cha mẹ, sao con cãi mẹ hoài vậy? Phải kính trọng ba mẹ. Rồi con cái hồi nãy giờ cái phần đầu nó không nghe, nó tập trung cho nó nghe cái phần trách nhiệm của cha mẹ đối với con cái. Nó về nó không dám nói mà nó lôi tên tôi ra nó nói, nó nói ba mẹ có nghe một sư tính nói không? Ba mẹ đừng có chọc con giận nó, con dễ giận lắm. Tính con nóng lắm á, dễ giận lắm. Đó không phải là cái điều chúng ta cần học. Cái điều mà chúng ta cần học là gì? Mỗi người phải làm trọn cái trách nhiệm của mình. Đứa con đừng có quan tâm đến ba mẹ có làm trọn trách nhiệm hay không. Con là phải làm trọn trách nhiệm của con đi. Ba mẹ có làm trọn hay không? Chuyện đó Chúa xử, không phải không chờ đến con xử. Mà cha mẹ nó cũng đừng có quan tâm coi thằng con mình đó, nó có làm trọn cái trách nhiệm của nó không. Mình làm trọn đi. Chuyện nó để cho Chúa xử nó. Mình đừng có thế thiên hành đạo. Cái chuyện đó là chuyện của nó. Nó làm sao mà tôi nhịn nó vừa vừa cho nó con tôi với bộ nó cha tôi sao mà nó cứ chọc tôi hoài. Tôi chưa chọc nó giận nó chọc tôi rồi, thành ra tôi phải vớt nó thôi. Nó đâm ra cái bài giảng sáng hôm nay bỏ đi rồi. Thành ra cái đoạn kinh thánh này tôi đọc nó giống như con dao hay lưỡi vậy đó. Nếu chúng ta học cho đúng, nó sẽ đúng. Mà nếu chúng ta học không phải cho mình mà cho người khác, nó sẽ nguy hiểm vô cùng. Và cái điều chúng ta học sáng hôm nay là mọi người hãy làm trọn cái trách nhiệm của mình. Đừng có quan tâm đến người khác, hãy làm trọn trách nhiệm của mình. Con cái thì đừng có quan tâm đến cha mẹ cư xử mình sao. Hãy vâng phục và kính trọng cha mẹ mình. Cha mẹ, bây giờ khoan để ý đến con cái đã. Hãy cố gắng thấy rằng Chúa ban cho mình những đứa con. Hãy nuôi dạy nó, tạo ra cho xã hội, cho hội thánh những con người kính sợ Đức Chúa Trời. Đó là mục tiêu của mình. Chúng ta có thời giờ để chúng ta nói với nhau một ít về bổn phận của cha mẹ với con cái. Xin Chúa mời Thánh đứng lên, chúng ta cầu nguyện trước khi chúng ta kết thúc. Xin Chúa dạy dỗ cho mỗi một người. Gia đình là một cái nền tảng quan trọng, rất quan trọng. Xin Chúa cho chúng ta chú trọng đến điều này. Người làm con, sống hiếu kính, tôn trọng cha mẹ mình. Cha mẹ, cẩn thận trong cách cư xử. Đừng có nghĩ rằng mình có thể toàn quyền muốn làm gì thì làm. Nhưng hãy nuôi nấng dạy dỗ nó một cách trọn vẹn trong ý muốn của Chúa. Lạy Chúa, xin Chúa để lời của Chúa trong lòng, trong tâm trí chúng con. Chính mình con là người là một người cha. Khi con đọc đoạn kinh thánh này, con cũng phải ăn năn với Chúa vì rất nhiều điều con thiếu sót trong việc con dạy dỗ con. Xin Chúa tha thứ cho mọi chúng con. Chúng con đều là những con người bất toàn. Chúng con cần Chúa biến đổi chính chúng con trước. Nhiều khi chúng con cứ đòi con cái chúng con phải thay đổi mà chúng con lại không thay đổi. Nhiều khi chúng con cũng cứ đòi ba mẹ chúng con thay đổi mà chúng con lại không chịu thay đổi. Xin Chúa thay đổi chúng con và làm cho chúng con trở nên giống như Ngài. Xin Chúa cho chúng con hoàn thành cái trách nhiệm mà Chúa đặt đầy chúng con trong gia đình. Để rồi chúng con thấy được cái phước mà Chúa ban cho chúng con và gia đình chúng con. Cũng như chúng con đem lại ảnh hưởng tốt trên xã hội này.